Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai đi ra nursery tha về ba cây hồng các bạn. Đó. Thì cây hồng này Quỳnh Mai mua với giá là 25 đô và bớt 25% ớt, tức còn lại 18 đô mấy. Thì các bạn nhìn xem hồng này gọi là hồng American Persimmon các bạn. Thì hai loại hồng này Quỳnh Mai nghĩ là nó là hồng mềm, nên Quỳnh Mai mua về trồng thử xem nó như thế nào. Thì các bạn nhìn thấy một cây hai cây hồng 18 đô cũng giá cũng rẻ các bạn. Và cái cây nó cao cỡ 2 mét các bạn nhìn thấy. Đó. Và nó đã ra đọt non ra rất là nhiều rồi. Đó các bạn nhìn thấy nó cao lên trên tới gần tới 2 mét rồi đó các bạn. Thì giá 18 đô thì cũng rất là rẻ, nhưng mà cái trái thì Quỳnh Mai không biết là cái trái này ăn ngon hay không, nhưng mà trong cái tờ thát này người ta có để là ngọt các bạn. Thì Quỳnh Mai nghĩ nó thuộc loại hồng mềm nên mua về trồng để xem nó như thế nào. Nếu là hồng mềm thì ăn cũng được các bạn. Và mình có thể làm hồng phơi gió giống như kiểu bên Nhật. Trái tròn rồi khi mà nó chín đó, mình gọt vỏ chung quanh xong rồi mình cột dây treo phơi gió. Khi mà nó khô rồi thì mình làm hồng khô ăn cũng rất là ngon. Đây là hai cây hồng tên là American Persimmon. Còn một cây nữa thì Quỳnh Mai mua cũng là hồng mềm các bạn, nhưng mà loại này có tên, đó là tên Hachiya Persimmon. Thì trong cái tờ này nó quảng cáo là cái trái hồng rất là đẹp, khi mà tới mùa thu chín rồi thì nó có màu đỏ cam rất là đẹp các bạn. Và với giá là 30 đô thì cái cây hồng này Quỳnh Mai đã biết chắc rằng nó ngon nên mới mua các bạn. Tại vì có người bạn ở gần nhà trồng cái cây hồng tên này, và khi nó ra trái thì trái của nó rất là to, cỡ bằng một cái chén nhỏ vậy đó các bạn. Và nó tròn là hồng mềm, và khi nó chín á, thì ăn rất là ngon. Bên trong ruột của nó trong giống như là cái ruột của trái vú sữa bên mình vậy đó, rất là ngon và ngọt và thơm. Cái hiệu này các bạn, thì hôm nay Quỳnh Mai mua về ba cây hồng trái, hai cây của American, còn một cây của cái hiệu này Hachiya. Thì ba cây này thuộc loại hồng mềm hết các bạn. Thì Quỳnh Mai mua về cốt ý để trồng, đặng lấy trái mà mốt trái nó chín thì mình sẽ làm kiểu hồng gió như bên Nhật với lại bên Đại Hàn để ăn các bạn. Thì hồng giòn, hôm nay bán hồng giòn thì cỡ 70-80 đô một cây. Còn những cây hồng mềm này thì có 20, và cây này 30, nên Quỳnh Mai mua 3 cây. Thì mình mua cốt ý đặng nữa mình ăn hồng mềm thì nó ngon hơn. Với lại mình càng ngày càng già các bạn, nên mình ăn hồng mềm thì cảm thấy nó ngon hơn là ăn hồng giòn. Hồng giòn thì tuổi trẻ ăn thì nó giòn ngon, còn người mà trung niên trở lên thì ăn hồng mềm thấy nó ngon hơn. Với lại cốt ý mua để làm hồng phơi gió.
Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai đã đi vào nursery để khiêng về ba cây hồng. Và ở trong cái nursery bán rất nhiều cây với giá là sale 25% off đó các bạn, là nơi mình ở. Nên mình mua về ba cây hồng này. Thì khi mà hồng giòn có bán thì Quỳnh Mai cũng sẽ mua hai cây về để trồng. Bây giờ thì Quỳnh Mai sẽ trồng ba cây hồng mềm này trước. Thì khi mà mình sang chậu, tức là mình trồng cái ba cây hồng này xuống đất, thì Quỳnh Mai cũng chuẩn bị đất, đào những cái lỗ trước, rồi Quỳnh Mai sẽ cho những cây hồng này xuống đất. Và Quỳnh Mai tham khảo là khi mà mình trồng những cây ăn trái thì cây cách cây cỡ 3 mét các bạn. Tại vì cái tàn của nó rất là lớn, giao nhau thì cây cách cây 3 mét thì nó giao nhau thì cũng vừa đủ các bạn. Còn nếu mà mình trồng hẹp quá hay khít quá thì cái trái nó cũng không có được lớn, với lại đất nó cũng không có đủ ăn. Nên khi trồng thì Quỳnh Mai sẽ lấy thước đo cây này cách cây kia 3 mét để trồng ba cây hồng này xuống các bạn. Và khi mà mình đào cái lỗ thì Quỳnh Mai sẽ đào cái lỗ dưới mặt đất gấp 2 hoặc gấp 3 cái chậu này các bạn. Thì chậu người ta trồng cây hồng, người ta tháp cái cây hồng đó các bạn vô trong cái cây hồng rừng hay gì để cho nó sống được ở xứ lạnh này. Thì cái chậu này Quỳnh Mai nghĩ là 4 galon, và chậu bên đây là cũng chậu này chắc 3 galon, còn chậu bên đây là 4 galon các bạn. Thì mình trước khi trồng xuống mình cũng đào một cái lỗ gấp 2 gấp 3 cái diện tích của cái chậu, xong rồi mình sẽ cho potting mix xuống dưới chậu một lớp cỡ dày cỡ nửa tấc hoặc một tấc potting mix, xong rồi mình rải cái phân rải cái phân xuống để cho cái cây nó tốt các bạn. Rồi chung quanh cái gốc đó thì mình sẽ cũng đổ potting mix luôn lên trên tới gốc. Rồi mình còn trộn phân garden soil, phân bò, rồi phân potting mix, tức là mình trộn các thứ phân lại với nhau và để lên trên gốc của nó, và làm ở trên bề mặt của nó một cái chu vi rộng cỡ cái đường Quỳnh Mai nghĩ ra một đường cỡ nửa mét các bạn, làm cái vòng tròn ra để mình đổ phân, rồi mình đổ cái vỏ cây. Vỏ cây không có tẩm chemical, nghĩa là chất màu đó các bạn, thì để cho cỏ nó không có xâm chiếm. Bởi vậy ba cây này Quỳnh Mai nghĩ là mình cũng làm mất cả nửa ngày mới xong các bạn. Thì hồng, nói về hồng thì hồng ăn cũng rất là ngon, ngọt và bổ các bạn. Đó, nhất là cái trái hồng mềm mà lỗ này các bạn, người ta nói cái ở trong cái rượu của nó màu trắng trong đó có thể ăn trị được bệnh. Còn cái hồng mà cái chất đường ở trong trái hồng mềm này không có hại với mình nhiều bằng cái trái hồng giòn các bạn. Thì mình nghe người ta nói vậy thì mình chỉ chia sẻ lại với các bạn thôi, nhưng mà mình cũng không có biết có thực sự là như vậy. Nhưng mà cái chất ngọt của trái cây dù gì cũng đỡ hơn là
cái chất ngọt của đường mía các bạn. Đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để khoe với các bạn là mình mới mua 3 cây hồng mềm để đem về trồng trong vườn. Tại vì cái mùa này bắt đầu mùa xuân rồi, thì những đợt seri có đem những cây ăn trái về để bán. Thì mình rất thích trồng cây cối nên mình đi ra mình xem coi có những cây gì lạ đặc biệt thì mình đem về trồng thôi. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Mình Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ, like để Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.